Mình xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục bàn luận với nhau về cái tiên nhân chỉ lộ. Ở cái hình trận tiên nhân chỉ lộ thì ngày nay rất là nhiều người sử dụng. Thì bạn nào thuận đánh binh 3 thì chúng ta chơi binh 3. Còn bạn nào mà thuận chơi binh 7 thì là chơi binh 7. Thì các bạn biết mà khi mà chúng ta chơi binh 3 tiến 1, tại sao bên kia không chơi là đối pháo đầy chốt trước mà lại chơi quan mã quy biên? Thì các bạn nên nhớ cái chỗ này là ở trong cái tài liệu của cái ứng dụng này mình từng nói á, nó rất là nhiều tài liệu bao gồm kể cả những cái tài liệu mà phá sách, có nghĩa là đi những cái nước đi nó ngoài dự tính của mình hết, để giữ bạn để phá cái sức người của mình cho nó nhanh, thay vì là bình pháo rồi mới phi mã thì đây phi mã trước rồi cũng sẽ bình pháo thôi, đó là nước trước sau thôi. Thì nếu mà người ta quy biên như thế này thì chúng ta chơi đóng lại trung lộ liền. Thì bạn thấy là trung lộ đang mỏng thì chúng ta cứ nhắm cái hướng mỏng mà chúng ta công kích trước thì buộc bên kia phải lên mã phòng thủ, thì lúc này mình mới khởi mã đó. Đây bây giờ người ta không chơi pháo vào một nước để mà tiến chốt, mà người ta lại chơi là qua cái hình của đơn đề mã. Đây là hình của đơn đề, thì mình cũng nhắc lại ha, đây là máy đánh tự động. Bên đây mình sẽ chơi điếm một chút, là mình vừa đánh bằng tài liệu mà mình đã gọi là đã có học qua. Nói học thì cũng không đúng, mà là cũng có nghiên cứu rồi, cũng có nhớ rồi áp dụng. Đó là cộng thêm cái gợi ý của máy nữa thì mình sẽ có một chút xíu ưu hơn cái tài liệu cổ điển này. Rồi vậy thì tới đây máy đang gợi ý là mình tiến xuống hàng chốt. Đó, nhưng mà các bạn biết cái nước này là cái nước cũ nè, cái nước cũ ở trong cái biến đánh này nè. Thì bây giờ mình muốn đánh cái biến mới của cái cải tiến, bây giờ mình phải tiến tới đây luôn. Đó, mình tiến xuống tới đây nên mình quản lấy hàng này, ép bên kia khỏi tường. Thì lúc này bên kia bạn thấy là cái nước tường 7 tiếng 5, sau đó là bổ sĩ. Bổ sĩ là để đón nước gì bạn? Nếu mà chúng ta mà hấp tấp á, ví dụ như tới đây chúng ta khởi mã bình thường nè. Bên kia là sức xe. Còn nếu mà trường hợp không xuất xe mà họ chống sĩ các bạn, họ chơi chống sĩ các bạn để ý thì bạn sẽ thấy nếu chơi chống sĩ, sau đó chúng ta phi mã lên để chúng ta tấn công vô trung lộ, thì lúc này mã vừa phi lên thì pháo sẽ nổ thẳng xuống bắt xe. Đó, lúc mà mình buộc phải ăn tướng ra thì con xe này mới bình ra chương sĩ bắt chết lại mã. Đó là cái bẫy mà mình nghĩ chắc ai cũng biết rồi, tài liệu nó cũng không có đánh những cái nước như vậy đâu. Rồi tới đây mình cũng xuất xe ha. Rồi vậy là mình bị bên kia phong tỏa rồi các bạn, phong tỏa lại. Rồi tới đây là máy gợi ý là mình tiến chốt nè, để tránh nước phong tỏa nè. Rồi mình tiến chốt ha. À, bên kia là kích chốt đấu để xuất xe. Thế này nước buộc rồi. Đó, xuất xe. Bây giờ mình phi mã. Tại lúc này người ta chưa chống sĩ thì mình sẽ đánh được cái nước này, phi mã. Còn mà nếu mà sĩ mà chống rồi, nhưng mà các bạn nhớ nha, nếu mà sĩ đã chống rồi các bạn không nên chơi nước này nha. Chơi nước này chúng ta bị lỗ sĩ ngay, ta nổ pháo sĩ nè. Các bạn tưởng tượng hình dung ra được không? Có nghĩa là tới đây nếu mà sĩ đã chống rồi nha, mà chúng ta phi mã kiểu này nè, pháo nè nổ thẳng sĩ đang bắt xe, buộc chúng ta phải ăn pháo, thì lúc đó xe sẽ từ ở vị trí gốc bình thẳng qua chân sĩ bắt chết mã. Lúc này mình không có xe nào để mà tiến lên giữ mã được. Đó, người ta quýnh lời một sĩ ngay trong tích tắc. Rồi tới đây mình sẽ đấu quân luôn ha. Thì gợi ý của máy là đấu quân rồi. Tới đây là đấu quân để mình cởi tượng lên. Nếu không nước sau ta bình pháo ra là mình khó chịu lắm ha. Tới đây là nước buộc đấu quân rồi. Rồi như vậy là sĩ 6 tấn 5. Rồi tới đây mình xuất xe. Gợi ý của máy là xuất xe. Đúng là xuất xe trước. Rồi máy gợi ý nước nào hợp lệ mình cứ theo liền thôi. Bên kia sức tướng trước để mà làm hạn chế tối đa cái sức mạnh của pháo đầu. Rồi tới đây mình bổ tượng được ha. Đây tiếng pháo. Tiếng pháo xuống đây. Nước sau tiến xe xuống đây bắt mã. Nếu mình tiến pháo xuống thì mã có thể phi lên. Phi lên bắt pháo cướp một tiên. Mình chạy pháo thì mã lại phi lên lộ giữa nữa thôi. Mình để đó ha. Mình lên tượng trước đi. Cái nước đó không có vội, mình thấy nó chưa có hợp lý. Ví dụ các bạn tiến pháo đây thì mã phi lên bắt pháo nè, đang dùng mã bắt pháo đánh đấu. Cái thứ hai nếu mình không đấu thì ta sẽ phi lên trung lộ.
Đó, ta phi qua cánh tượng, phi xuống đây không ạ, mệt lắm, cho nên là tạm nhốt mã đây đi. Rồi như vậy là bên kia kích đấu chốt nữa, thì đây là những nước bột thì mình không có suy nghĩ được nhiều để mất tránh mất thời gian. Và tới đây là lên mã, máy gửi là lên mã luôn, rồi mình coi có nước nào nó ổn hơn không. Lên xe giữ không được, nếu lên xe giữ người ta tiến xe xuống đây à, hoặc là ta tiến pháo xuống đây thì lúc đó mình gặp khó ngay, cho nên là phi mã là hợp lệ rồi. Mình đang chấp ngược pháo và xe tiến giữ luôn, giờ mình chơi thối pháo thì sẽ bị quýnh chiếu tướng. Còn nếu như mình ăn xe trước, xe ăn xuống đánh đấu mình cũng mất chốt đầu ha. Cái gì mất chút đầu, mình chơi thối pháo người ta quýnh vô chiếu tướng, mình chống sĩ lên là xe này đang ngó xe này, pháo này đang ngó xe này, như vậy mình sẽ thấy nó ổn hơn các bạn. Tại vì nếu mà tới đây mình đánh đấu trước, mình kiểu diện lỗ trung binh, giờ mình thối pháo, pháo lộn vô mình sẽ chống sĩ lên là mình đang dòm xe này, bốn xe đang nhìn nhau luôn, xe pháo rồi ok, thối pháo hợp lệ, mình cảm thấy được cho nên là mình làm thôi. Rồi bổ sĩ à, như vậy là bên kia chủ động ăn xe trước, giờ mình ăn lại xe này thôi. Ây da, gãy tượng rồi, giữ chốt đầu gãy tượng rồi à, máy gửi là thối một, nhốt xe luôn. Ok, nước này hay, làm theo. Bên kia đi nước ngừng các bạn thấy không? Khi mà mình đi nước tượng này, bên kia đi nước ngừng. Rồi giờ tới đây mình tiến xe bắt chết mã. Ô, tiến xe lúc này người ta về tượng hả? Máy kêu mình ra chiếu là mình ra chiếu tướng. Tướng chui vào. Rồi tiến xe xuống bắt mã. Nếu về tượng thì tiến về tượng thì bình vào, bình xe vào bắt tượng, thử coi đúng vậy không. Rồi giờ mình, ủa sao bắt pháo đầu trước hả? Không cần thiết, pháo đầu mình cứ để đây đi ha, không cần thiết, mình tiến bắt mã đi nha. Đó, tới đây mình tiến bắt mã, không bắt pháo đầu à, vậy là chấp nhận bỏ mã rồi. Tại vì bên đây thấy là cũng cứu không được mã, nếu mà tượng bình xuống đây thì mình sẽ bình xe vào đánh chết tượng ngay. Rồi vậy nếu mà tới đây mình bình vào pháo đầu để mình bắt con pháo này trước thì sao? Buộc tướng xuất ra, lúc đó mình mới ăn mã để mà đưa tướng lên trời, rồi mình kết hợp mã này bay xuống bắt pháo cướp tiền, bay xuống nước này nữa, nó sẽ rất là nhanh, đường cong rất nhanh. Mình tính thử bạn xem nha. Bây giờ mình vô pháo đầu, tức là xe này đang bắt cả hai quân pháo và lẫn mã. Nếu bên kia mà chơi thối pháo hay là chơi bất cứ gì mình cũng ăn mã, xuất tướng gì mình cũng ăn mã, nước sau mình dọa là đẩy tướng lên đó, mình cảm thấy nước này nó sẽ rất là mạnh à, vậy là thối pháo chứ không xuất tướng à. Lúc này nếu mình phi mã lên bắt pháo đầu bắt tượng, đây là nước của máy nè, nước này mạnh hơn nè, là triệt tiêu đi con pháo đầu, triệt tiêu đi cái lực tấn công. Có gì là ra xe đây là chấp nhận bỏ pháo, chấp nhận bỏ pháo, chấp nhận thua rồi. Giờ mình ăn pháo mình cũng thắng, mình ăn mã mình cũng thắng à, máy chỉ là ăn mã trước, ăn mã trước rồi những nước này theo máy cũng được, không cần suy nghĩ cũng được, đỡ phải 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 nhọc công thêm. Pháo đầu ăn về chốt giữ rồi ok. Tới đây thì bên kia hết gì đánh, tới đây mình đánh tự mình đánh cũng thắng rồi, nhưng mà sao không ăn pháo bạn đây ta, đâu cần thiết bay xuống gầm gì, bây giờ ăn pháo là bên kia thua rồi, tới đây là thua rồi. Rồi giờ mình sẽ mình vô bắt pháo một cái cho pháo dính vào cùng, rồi là bước mã lên, bước sau bước mã xuống nữa là xong rồi. À, lên tượng bình ra võ sát cái hạ sĩ về tượng tiến chiếu dính cờ luôn, rồi tiến xe buộc thua.
Ok, tiên nhân chỉ lộ tam binh đánh với mã quy viên. Rồi mình thử lại cái ván khác ở một cái biến đánh khác. Mình sẽ đánh tiếp tục là binh ba. À, các bạn thấy bây giờ tài liệu đã đổi thành là bổ trung tượng. Mình chơi binh ba, bên kia là chơi hữu tượng. Rồi tới đây mình chuyển pháo này vô đầu ha. Mình đưa pháo vô nhập chung. Phi mã gì chốt. Rồi mình khai quân bình thường ha. Chơi xe hoành. Đây chơi xe hoành. Rồi mình xuất xe đi. Bên kia chơi hoành để qua chắc có lẽ là qua lộ bên đây thì khống chế, nếu mình phi mã ở đây là xuống khống chế lộ này, vẫn cứ phi lên luôn, không không sao cả, nước này không có gì hết, thấy chưa, qua đây là sẽ chắc chắn xuống đây, xuống đây để mà khống chế vô mã này. Nếu mà mình chơi mã đội thì ta có nước là tiến pháo, hoặc có nước là tiến xuống đây, mình chơi mã đội ta bắt mã bên này, nếu mình phi mã ở đây lên pháo đặt, đánh xuống biên buộc mã mình ăn ra đấu, ăn ra đấu. Rồi bây giờ mình sẽ giờ đi đâu đây, tiến xuống đây ăn chốt, xe kia sẽ tiến xuống đây, mình phải tính trước nước là khi xe người ta tiến xuống như vậy thì mình sẽ xử lý như thế nào, có ổn hay không nữa. Bây giờ mình sẽ tiến xuống bắt chốt, nếu mình đây mà chơi tiến xe xuống đây để đe dọa mã thì mình sẽ chơi gời hình là bằng cách là bình phá qua, sau đó là cởi tượng lên, mình chơi vậy nó sẽ ổn định hơn. À, tiến xe xuống đây rồi. Bây giờ mình rời hình nha. Bên kia phát triển mã, các bạn thấy phát triển mã chứ không chơi ăn chốt. Bây giờ mình cởi tượng luôn để chuẩn bị mình đưa sĩ lên, mình đưa thêm một xe nữa xuất trận. Bên kia cũng chuẩn bị tiến chốt đây. Bây giờ mình chống sĩ lên. À, đấu chốt. Nãy mình không ăn chốt trước cái hả lên sĩ ta là lời được không chốt rồi. Ở đây buộc đấu rồi chứ không là nãy làm một chốt trước ngon quá. À, máy kêu vô đè mã luôn. Rồi tới đây mình máy chỉ là phi mã lên đuổi xe cướp tiên, nếu xe ăn qua đây mình phi mã xuống đây nữa là chết một trong hai quân liền. Rồi ok, nước này hợp lệ làm. À, vậy là bay về không quay về mình tiến xuống, máy gợi ý là ra đấu quân, ép phải đấu, không đấu là mã phía sau mất. Xe này ngợp, wow, trời ác ta. Các bạn thấy là sau khi đấu xe này muốn ra phải mấy nước mới ra được xe này. Ồ, nước này hay, mình cứ học theo ha, cái nước nào hay thì mình áp dụng thôi. Tại vì tới đây bên kia các bạn thấy là xe ngợp rồi, xe này rất là ngợp rồi, thối phá cho mình lòn vô bắt xe. Bây giờ mình quăng mã xuống, quăng mã đường này không được, quăng đường này mình vô bắt xe chạy xe chết mã liền, mình xe ra đây ăn đấu quân thôi, ổn lắm, mã để đây đi, quăng xuống đây nước sao mình quăng đây, rồi lên chốt cản này, rồi cản đạp tượng chưa được, mình máy chỉ là tiến pháo xuống cản tượng, dùng mã bắt tượng, tượng này phải chạy, nếu bình pháo vô đây bắt xe vô mình cản tượng mà con pháo bình vô bắt xe, xe né một tượng kiểu gì cũng phải chạy, thử đây xe bắt pháo bắt mình né một thôi. Về tượng tiến xe bắt pháo, rồi tiến xe bắt pháo, wow pháo văng rồi, mình coi con mã này có bay đâu mà kiếm đường mà đánh quân, mà đánh bắt quân mình mà để đe xe vậy hay không, có nước đâm chiếu từ xa nhưng mình phải quan sát là mấy chỗ này các bạn, khi các bạn đánh thực tế cũng vậy, hay các bạn đánh như máy như vậy, các bạn quan sát mấy cái chỗ này chút xíu nè, pháo mà đang nằm ngay lộ tượng mà pháo này đang canh nữa, chúng ta phải để ý cho kỹ coi cái lớp cờ chúng ta đi chưa. Các bạn thấy là bên đây là nước sao mã phi lên là đang dọa nổ pháo chém tượng ăn xe nè đó, mình cứ để ý trước cái nước à, giờ mã phi xuống đây đấu pháo
pháo lộn lên thì ăn pháo này bắt mã bắt voi. Mà nếu pháo người ta không lộn lên rồi sao? Vậy nước cờ này nó mất hiệu quả, mã này không có chỗ đi luôn. Từ cái này có lỗ hổng nào để xâm thủng không? À, chốt đầu. Chốt đầu, tiếng pháo bắt chốt đầu. Bên này tiếng chốt. Những tiếng pháo thì bên này sẽ tiếng chốt. Tiếng pháo này tiếng chốt lên. Bình pháo qua đây kích đấu, ép pháo này nổ lên đây. Xong mình dùng xe đạp qua đây. Nếu mà mình tiến pháo đây, bên kia lên chốt giữ chốt đầu, mình sẽ chơi bình pháo và vừa đè mã vừa bắt pháo. Nếu mà mã chạy lên mình nổ tượng luôn, nổ tượng chiếu rồi xong mình cắm xe xuống luôn để tránh luôn cái nước mà pháo nổ tượng dòm xe. Rồi tiến pháo ở bên kia tiến chốt liền không. Rồi mình cứ đánh theo ý định của mình chứ, đây pháo nổ lên thì mình ăn lại quân này. Và như vậy thì tới đây các bạn thấy là cờ mình nó khỏe rồi, nó thoáng rồi. Thứ nhất là mình đã triệt tiêu được cái vấn đề mà con pháo ở bên đây gần gặp xe. Và sau khi mình ăn mã mình cướp được tiên là bắt pháo, giờ pháo phải thối về thì quân đang bị ép dần xuống các bạn. Rồi giờ mình thối xe về bắt bắt pháo thì pháo buộc vô trung lộ mà máy gửi là thối về bắt pháo thì pháo phải nhập trung. Thật sự mình không về đây mình cũng chả biết mình đi đâu nữa luôn á. À, giờ bắt đầu quay lại bắt mã, cái gì vô duyên nhỉ, quay lại bắt mã người ta về thượng rồi, về thượng đâu làm gì được đâu, nước cờ vô duyên vậy đó. Có những nước mình thấy rất là hay nhưng có những nước mình không hiểu nổi cái lý do luôn. Giờ mình tiến xuống bắt mã đi, ta về thượng, không lẽ là lấy mã đạp thượng, lấy mã đạp thượng, thượng đạp lên quýnh chiếu bắt lại một trong hai quân nữa, bắt lại quân mã hoặc pháo rồi sau đó đọt chốt đầu rồi. Cũng được đó, giờ giờ mình mới nhìn ra ý đồ của máy đang muốn nè, tức là tiến xuống để mà bắt mã. Nếu mà về tượng thì mã đạp xuống, còn nếu người ta quăng mã về đây, quăng mã về đây mình cũng ở không luôn, chưa có chỗ đánh, quăng mã về đây. Giờ mình không tiến xuống thì mình đi nước nào đây? Mã này mình chưa có chỗ đi phải không? Quay mã về tâm, chuyển hướng qua bên đây. 1, 2, 3, 4, xa dữ vậy. Thôi mình để yên cái này đi, mình quay mã thử coi, bên đây chưa có quân đi mà. Mình tìm nước khác mình đánh chứ, nếu mà nếu đánh vậy nó không có cái gì để mà nó thay đổi được hình dạng. Như tiếng pháo làm gì, đổi cánh. Máy chỉ là không không cho pháo đi nè, tiến xuống để khống chế lại để cho toàn quân bị dính lại. Tiến pháo lên rồi giờ mình ung dung đi mã này đi, mình còn được con mã để đi thôi. Bổ sĩ giờ mình thối xe về bắt pháo lần nữa, pháo này chạy sau đó mình phi mã lên bắt con pháo này chạy mình qua đè mã này, thối xe đúng rồi, tới đây nước cờ hợp lại rồi. Giờ phi mã lên, pháo nổ để chiếu thì mã này ăn về không có gì, phi mã lên. Ủa sao ăn chiếu luôn à, tiếng chốt bắt lại nguyên cặp, hay hay thì cũng có nước tiếng chốt bắt lại nguyên cặp mà buộc ăn rồi, đọc thiệt à, nhưng mình ăn lại được con tượng hả. Ok, lấy lại tượng, chạy mã, lấy tượng trước đi, muốn ăn mã nào ăn thôi. Cứ lấy tượng trước đi, có gì mình đưa pháo về trung lộ nữa. Giờ buộc pháo dậy vô đầu rồi. Giờ quăng mã, mình xem qua đề mã trước. Đi chốt, ăn ngã về sao đi kỳ ta. Hay là quăng mã xuống bắt tượng. Pháo nếu tiếng xe anh giữ mình ăn con pháo này à, ăn con mã này rồi con mã bắt tượng này. Chốt này đâu làm gì được nữa, sức tướng
đáp cửa bình thường thôi. Leo gãy tượng là thua rồi. Bình qua bắc mã, tức là bình qua bắc mã nữa, ác quá rồi. Mã thối về thôi, bây giờ mình không không bắc mã mà mình bình qua một nước, nước sau mình thối về mình quay mã mình chiếu cũng được vậy, đâu cần thiết bắt bắt quân nữa, quân người ta cùng rồi, cũng không nên làm quá thì nguy hiểm. Bên kia hết đường đi là dí chốt nè, bây giờ mình thối pháo về mở đường cho mã này chiếu nữa là thua rồi, đâu cần phải qua dí mã này làm gì nữa. À, chống sĩ kiếm đường đưa tướng vô, gửi máy rồi quay về đây, quay về để ý đồ gì, mình phải coi ý đồ mới được, tại vì tới đây thay vì mình quay về đây chiếu là mình đọt quân, mình lời quân rồi nè, nhưng mà máy chỉ quay về đây nhất định là có ý đồ khác. Quay về đây nếu vô tướng quăng chiếu, nếu tướng mình đây ra bình phá qua chiếu ép sĩ quay về, quăng mã về chiếu ép sĩ chống lên rồi đổi cánh chiếu bình xeo chiếu. Đó, nước này hay lắm, nước này có nhiều cái chiếu lắm. Khi mà máy nó chỉ cho mình đi một đường nào đó, chắc chắn các bạn ngẫm một hồi là sẽ ra những nước sau của máy, ý định của máy nó muốn đánh cái gì. Thì nói chung cái này nó cũng từ tài liệu ra các bạn, thì các bạn mà có nghiên cứu tài liệu thì chắc chắn 100% là 100% là các bạn sẽ nhìn ra được. Đó giờ quăng chiếu nè, tại vì tướng không thể xuống, nếu xuống mất sĩ buộc nó qua đây phá bình chiếu này, các bạn thấy không? Rồi vậy thì bình pháo chiếu tướng, sĩ hạ về giờ mất không mã này. Mất không mã đang ăn mã dọ sát luôn này. Ăn mã đang dò sát à, pháo mà không qua cản là bình xe qua chiếu sát liền. Giờ quay đầu về chiếu là pháo theo. Nhưng nếu mà chống sĩ lên thì sẽ mất pháo, một pháo theo. Chiếu theo pháo. Theo pháo, quăng xuống đây chiếu, vô pháo, qua pháo lên đây lại ha. Qua đó lại quăng về đây chiếu, sao đỡ là. Để tính này, chiếu tướng qua pháo, thảy chiếu tướng, pháo quay lại, quăng về đây chiếu tướng, tướng phải thượng lên, hoặc là chiếu tướng ở đây qua pháo, thối ở đây chiếu, quăng đây chiếu, cũng như nhau. Rồi nước mã quăng xuống đây hay quăng về đây như nhau. À, gợi ý máy là quăng về đây, rồi nước sau cũng quăng đây à. Thì quăng xuống đây thì cũng quăng về đây cũng như nhau thôi. Rồi tới đây theo máy đi. À, lên tướng thối xe dò sát. Ồ, thắng luôn rồi, hết đỡ rồi. Sao không ăn báo tiếng chiếu làm gì cho mệt thì trời. Ăn cho chuỗi luôn. Rồi như vậy thì chúng ta ở cái clip này chúng ta ứng dụng hai cái cách đánh của tiên nhân chỉ lộ, đánh sử dụng tam binh, thì cái biến đầu tiên các bạn thấy là bên tài liệu của máy chơi là mã quy biên, rồi sau đó là chuyển hình thành cái pháo đơn đơn đề mã, đưa pháo vào chân sĩ biến thành đơn đề mã. Rồi lần thứ hai mình chơi thì tiên nhân chỉ lộ tiếp tục là binh ba, thì bên máy lại chơi là hữu tượng tiến lên lộ 5. Thì ở hai biến đánh này các bạn thấy chúng ta có thể tham khảo được cái gì, chúng ta tham khảo khi mà cái hình tiên nhân chỉ lộ ra, các bạn nên nhớ là tiên nhân chỉ lộ là mình gọi là ném đá vào đường để coi bên kia sử dụng cái hình gì. Nếu mà các bạn nghiên cứu nhiều tài liệu, nhiều hình trận á, hay là nói cách khác, nếu mà các bạn am tường nhiều hình trận á, thì khi bên kia dàn bố cục lên thì các bạn biết là nên đánh vô cái hình nào để cho có lợi cho mình nhất. Đó là lý do mà người ta chơi tiên nhân chỉ lộ.
Thì cái tiên nhân chỉ lộ các bạn lưu ý là các bạn chơi các bạn đừng có khư khư cái hình của mình nha. Không riêng hình tiên nhân mà bất cứ hình nào ở trong cờ tướng. Các bạn cứ giữ nguyên một hình thì các bạn đánh khó lắm. Và mình ví dụ một trường hợp như chúng ta chơi tiên nhân chỉ lộ như thế này. À bây giờ là biến đối chiếu đề báo. Và mình nghĩ là không đủ thời gian nữa để mà tiếp tục clip này. Thì các bạn thấy đây là cái nước mà đối chốt đề pháo này là nước là rất nhiều người chơi à, biến này rất nhiều người chơi. Ở clip tới mình sẽ nói về cái biến này nhiều một chút. Nhưng mà mình đang muốn nói sơ một vấn đề là khi mà chúng ta mà sức quân như thế này nè, ví dụ vậy. Đó. Ví dụ vậy thì khi chúng ta sức quân thì các bạn đừng có đi theo cái quán tính mình đi à, mà các bạn tập đón cái ý đồ đối thủ chút xíu thì các bạn có thu hoạch nhiều hơn. Và tới đây mình bình pháo những hạng vậy. Ở bên kia lên mã thì chúng ta nếu mà muốn đánh đấu thì mã này lên thì cũng được, thì chúng ta quánh mã này cũng được, đúng không? Đó, rồi sau đó chúng ta xuất xe để mà dò ép mã này. Đó, bên kia cũng xuất xe ấy lại mình phi mã lên. Ây da, không, cái này mình đang nói các bạn, mình không có tính toán hết. Ý mình đang nói các bạn là khi chúng ta đi á, chúng ta để ý một vài nước của cái bên kia người ta muốn gì thôi. Còn mà bây giờ mà nói mà để đánh mà ngồi suy gẫm lại giống như nãy giờ mình chơi á thì không dễ dàng gì đâu. Mình đang muốn gợi ý một cái ý nhỏ cho các bạn thôi. Ở cái clip này mình ngưng tại đây đi. Ở cái clip tiếp theo mình sẽ nói về cái cái nước mà đối pháo vô để mà thông thường là tiên nhân chỉ lộ hay gặp, và để chúng ta bàn luận sâu hơn. Tới đây mình thua thắng gì không quan trọng nữa, mình đang muốn nói với các bạn rằng cái nước đi chúng ta tuyệt đối không đi theo quán tính nha. Các bạn đi theo quán tính là các bạn trả giá rất là đắt ha. Là các bạn cứ thấy nước là đi nè, không có tính trước là quân kia đi như thế nào thế nào. Sớm muộn thì chúng ta cũng sẽ rất là mau thua ha. Ở đây mình lấy lại quân nhưng mà về tàn cuộc thì mình nếu mà đánh với tài liệu của này thì mình thua. Đó, mình dễ thua tàn cuộc. Ủa? Ở này chốt người ta mà về bắt. Vâng, thì mình đang muốn nói là cái sự quán tính trong cờ tướng. Cái này mình quýnh quýnh tầm bậy tầm bạ cho nó. Ý mình đang muốn nói là các bạn hay hay đi quân mà ào 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 vậy đó. Rồi thì cái clip này mình tới đây thôi, nó đã quá dài rồi, dài quá chúng ta sẽ rất là làm biếng tham khảo. Clip sau mình sẽ lên cái tiên nhân chỉ lộ đánh với đối chỗ địa pháo. Vâng, tới đây xin chào tạm biệt và xin chúc sức khỏe các bạn nha.